chào quý vị và các bạn. Suốt đêm qua và sáng nay, vùng mưa lớn vẫn đang tập trung ở khu vực ven biển Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ với những điểm mưa to đến rất to. Cá biệt như tại nông trường 15 của Nghệ An, lượng mưa lên tới 314mm chỉ từ 19 giờ tối qua đến 8 giờ sáng nay. Dự báo trong ngày và đêm nay 30 tháng 9, các khu vực này vẫn tiếp tục là trọng tâm mưa lớn, với lượng mưa ở khu vực Trung Du, Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 120mm. Riêng khu vực Thanh Hóa, lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 150mm. Khả năng mưa dông ở những khu vực này còn duy trì đến hết ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 10. Quý vị nên chủ động có biện pháp ứng phó với ngập úng, sạt lở và lũ quét có thể xảy ra. Do mưa lớn nên dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên sông Cả và hạ lưu sông La tiếp tục lên. Trên sông Cả tại Nam Đàn lên mức từ báo động 2 đến báo động 3. Sông La tại Linh Cảm dao động ở mức từ báo động 1 đến báo động 2. Cảnh báo tình trạng ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Thanh Chương, Con Cuông, Nam Đàn của Nghệ An, Hương Khê, Đức Thọ, Vũ Quang của Hà Tĩnh. Người dân sinh sống tại đây cần hết sức lưu ý. Trở lại với thời tiết trong trưa chiều nay tại các thành phố lớn, thủ đô Hà Nội hôm nay trời lúc nắng lúc lại nhiều mây và mưa dông vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thời gian tập trung nhiều hơn vào chiều và tối. Mức nhiệt cao nhất trưa nay lên ngưỡng 30 đến 31 độ. Tối và đêm nay chỉ từ 24 đến 25 độ. Ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay cũng có mưa nắng gián đoạn nhưng thời gian mưa lui về chiều tối. Còn trưa chiều trời vẫn nhiều mây cùng mức nhiệt ở vào khoảng 31 đến 32 độ. Về tối và đêm nhiệt giảm còn từ 25 đến 26 độ. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh cũng có khoảng tạnh giáo đến 16 giờ với mức nhiệt cao nhất ở vào khoảng 32 độ. Sau đó mây dông kéo đến và gây mưa cho thành phố, cục bộ có lúc mưa lớn đi kèm với dông sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Quý vị nên lưu ý đảm bảo an toàn trong mưa dông. Về tối và đêm nhiệt giảm còn từ 25 đến 26 độ. Theo lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại.